Bò ở đây là rất là ngon, nhân viên nhiệt tình với lại giá cả thì mềm nữa. Tụi mình rất là thích nên hay dẫn mọi người tới đây để mà ăn cùng. Chào mọi người nha, thì hiện tại mình đang ở trong chợ Hồ Thị Kỷ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn đó là rất đặc biệt của trong chợ Hồ Thị Kỷ, đó là nem bò nướng sả đặc biệt của Nam Bộ đây, với 10.000 một cây thôi, rất là đặc biệt. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Ngoài bán cho khách ăn tại chỗ thì ở đây rất là nhiều người đem ship đem về. Mình bán ở đây bao lâu rồi anh? Một năm rồi. Một năm à? Dạ. Nhìn hấp dẫn quá ha. Trước thì anh bán bỏ sĩ không à? À. Bán lẻ ở đây thì được 1 năm. Em thấy đây là thường người ta mua đem về không đúng không? Ít ăn lắm. Để cái chỗ nó mua nhỏ. Giá nhiều đúng rồi. Rồi bữa tối thì tặng. Dạ. Tối thì... Mình nướng vậy là bao lâu anh? Bao lâu nó mới chín cái này? Nướng sơ trong lò là 7 phút, ra đây thêm 7 phút nữa. À là 14 phút. Còn cả 15 phút là chín. Dạ. Để cho nó nhanh đó. Dạ. Rồi mà nướng ấy không là không kịp. À. Còn nướng sống này là không có kịp. Để bán. Thấy nướng không kịp luôn anh. Giờ này còn chiều tối không có kịp. Anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Từ 14 giờ. À. Đến 22 giờ. Dạ. Có nhiều bữa là 20 giờ rồi. À. Từ 14 giờ cho tới 22 giờ. Cuối tuần là 22, cuối tuần là cỡ 20 giờ, 21 giờ hết rồi. Dạ. Này là mình ăn với rau muống, dưa chua, rau găm, sốt không cay, tương ớt. Đây là dưa chua đây, rau muống nè, rau răm nè, sốt không cay. À. Một cây vậy là 10.000 đúng không chị? Dạ đúng rồi, một cây 10.000. Cái đó là nước sốt gì? Sốt không cay. À, nước sốt không cay. Đây là bò đây. Là mình dò xong rồi bỏ vô cái nồi đúng không chị? Cái lò hấp. Anh nói là nướng 7 phút, xong rồi ra ngoài kia là nướng 7 phút nữa. Đó, là xong là 15 phút. Đây 7 phút lên. Lên 3 cây. Thank you.
because I have a friend Australian here, so yeah. Đây thì thấy có cái bạn dẫn cái bạn người nước ngoài tới đi ăn nè, thì mình sẽ hỏi thử cái cảm nhận của bạn như thế nào. À, bạn cho mình hỏi là bạn biết cái bò nướng xả này lâu chưa? À, mình biết cỡ tầm 3 tháng rồi. Tháng. Mình dẫn mình tới đây. À. À, thông qua tour. À, vậy là bạn hướng bạn là hướng dẫn viên hả? À, vâng. À, bạn thấy cái cảm nhận ở đây như thế nào? Ăn như thế nào? Bò ở đây là rất là ngon, nhân viên nhiệt tình, với lại giá cả thì mềm nữa. À. Tụi mình rất là thích nên hay dẫn mọi người tới đây để mà ăn cùng. À, cảm ơn bà rất nhiều nha. Cảm ơn bạn nha. À, mình xin nhắc lại cái địa chỉ của anh Lâm bán bò nướng ở đây là ở trong chợ Hồ Thị Kỷ, nhưng mà khó tìm thì mọi người hãy đi vô hẻm 382 Lê Hồng Phong, đi cuối hẻm thì rẽ trái thì sẽ gặp cái nem bò nướng xả của anh Lâm đây. Bò này trong đây là nó gồm nguyên liệu gì anh? Trong đây nhiều thứ lắm. Dạ. Trong nghề không? Nào, đúng rồi, đúng rồi. Cái nem bò này là cái nem. Cái nem bò. Cái bò nướng thì đơn giản quá rồi. Dạ. Này cái nem nhiều thứ mới thành một cái nem được. Dạ. Bò thì là phải bò tươi rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Phải nguyên liệu được tươi. Bò này là bò tái hay là bò nạm hay là sao? Gân hay là sao? Đủ nguyên hết. À, nói chung mình, có phải có một cái công thức của nó. Về xong rồi mình phải đồ tươi rồi mình xay ra. À. Ướp gia vị từ sáng sớm. Dạ. Chiều mới có bán. Cái này là anh có gia truyền không hay là tự mình sáng chế có, hay sao? Có. Gia truyền. Dạ. Trời trước ông bà ta để lại. Dạ. Cái này gốc nó là ở vùng nào anh? Miền Tây mình hả? Dạ. Tây Nam Bộ. Dạ. Nhưng mà nhiều lúc cái này nhiều lúc có tiệc tùng á người ta mới làm. À. Cung lắm. Dạ. Tại nên những có dỗ cưới rồi ta mới làm. Dạ. Để khi mà ta bán lắm là nó công phu lắm. Dạ. Dạ. Anh Lâm chủ cái tiệm nem bò này là nói là bò ở đây làm rất là công phu nha, không có đơn giản đâu nha. Thấy xả tươi quá nha, xả tươi. Nhưng mà tiệc tùng ở Nam Bộ có tiệc lớn thì có lúc mà người ta có đông người á. Dạ. Người ta mới làm được. Dạ. Để cho được số lượng nhiều được. Dạ. Mình đây cũng vậy, làm từ sáng sớm bây giờ này mới có bán. Dạ. Không, nó chơi cho không quay lên mạng. Nó chơi cho không quay lên mạng. Thấy cũng canh ha, canh lửa đúng không? Cái này mà cũng không biết dưới không cháy. À. Một là cháy, hai là không chín. Dạ. Ở đây là bao nhiêu cây lần mình mới ship anh Lâm? Hay là người ta phải đặt chứ mình không có người giao hả? Anh bán trực tuyến, anh bán trực tuyến qua bên à, kia. À. Chủ cái tiệm nem nướng xả này nói thì trước khi đem ra nướng than thì anh phải nướng ở cái lò vi sóng là khoảng 7 phút và mới đem ra ngoài kia nướng 7 phút nữa, là tổng cộng là khoảng 15 phút để thành phẩm cái món bò nem nướng. Đây là cái phần của mình kêu là hai cái chả này, hai cái nem nướng này. Sao?
Mình xin nhắc lại cái địa chỉ của quán nem bò nướng xả này là ở trong chợ Hồ Thị Kỷ. Nhưng mà nếu mà dễ tìm á, thì mọi người đi ở hẻm 382 đường Lê Hồng Phong. Thì đi cuối đường hẻm rẽ trái thì sẽ thấy cái tiệm nem bò nướng xả.